Xin chào các bạn nha, hôm nay mình lại tiếp tục làm video mình giới thiệu cho các bạn về hoàng tinh các bạn nha. Đây là mình vừa mới thu hái về được một ít hoàng tinh đây các bạn ạ. Đây, thu hái được ít hoàng tinh tươi. Đây, cái củ này nó to quá cho nên mình muốn quay video lên cho các bạn theo dõi. Đây, đây là củ hoàng tinh rất là to này. Cái củ này nó phải mười mấy năm các bạn ạ. Theo mình nó phải gần 20 năm, từ ngày mình làm thuốc. Hơn 10 năm mình làm thuốc, đến giờ mình chưa gặp củ nào nó to như thế này. Đấy. Đây các bạn ạ. Mình cái này nó ở rừng già lắm các bạn ạ. Đây này. Thì mỗi một năm là nó mọc ra một mầm đấy các bạn nhé. Đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18, 19 năm các bạn ạ. Đấy, nó phải mọc được khá hơn 10 năm. Đấy, những cái củ non này thì bắt đầu là chưa tính này. Nhưng mà mình tính từ những cái cỗ đốt của già này các bạn nhá. Đấy. Cho nên là nó rất già này. Đây, những cái củ này thì cũng 5 6 năm rồi đây này. Đấy. Đây, còn những cái củ bé nhá, những cái củ bé bé nhỏ nhỏ ấy thì mình lại lựa ra, mình không không đổ đâu, bởi vì dược chất nó ít cho nên là mình không đổ lên những củ này, là mình lựa ra để ai có nhu cầu lấy về làm giống này. Cái này rất dễ trồng, rất dễ sống nhá. Mình chỉ cần trộn mùn cưa với lại phân phân chuồng nhé, phân chuồng hoai mục về về đảo lẫn đất là mọc rất dễ. Đấy, thi thoảng tưới cho nó ẩm, trồng dưới chỗ tán mát, cây mát là rất hợp lý các bạn ạ. Đây, cái này bảo tồn được. Đây, những cây này. Đấy, cái củ này mình quay lại cái củ này cho các bạn xem nhé. Đấy, mình chưa bao giờ mình thấy cái củ này nó to như thế này bao giờ. Đấy. Rất là quý này. Hôm nọ mình đây nhé. Hôm nọ mười mấy kg tươi, bây giờ mình mới làm được bằng này thôi các bạn ạ. Đấy, phơi được một nong nhỏ, rơi độ khoảng 2 kg hơn một chút. Thì đây là cũng có người đặt hết rồi nhá. Đấy. Đây thì mình bán với giá công khai là 500.000 một kg các bạn nhé. Đây, mình làm thuốc là chủ yếu, nhưng mà có ai có nhu cầu thì mình vẫn cứ làm, nhưng số lượng thì có ít lắm. Đấy. Mà thời tiết nắng ráo thì phơi mới nhanh được, còn không thì buộc lòng phải đi sấy các bạn ạ. Đây, cái này thì khách đặt sắp xỉ một tháng rồi mình mới 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 làm được đây các bạn ạ. Đấy, hai mấy ngày rồi. Đây, bên này là ba kích này các bạn này. Đấy. Hôm nay thời tiết rất là nắng ráo, rất là đẹp. Đấy, mình vừa lấy được một ít cái này về thì cho hôm nay thì lại phải rửa sạch sẽ xong bắt đầu lại tiếp tục chế các bạn nhé. Tiếp tục chế cho khách. Đấy, khách nào rất là vinh dự cho một khách đặc biệt. Đấy. Là sẽ được sở hữu cái củ này. Đấy, bởi vì là cái này mình cũng không làm riêng đâu, bởi mình sẽ thái lẫn lộn chung nhau hết. Cho nên là khách rất đặc biệt sẽ được cái củ này. Đấy. Ai nhanh thì được các bạn ạ. Đấy, còn những cái củ như thế này là dược chất nó cũng rất là cao rồi các bạn ạ. Đây này. Đấy, củ to mà dược chất nó cao lắm. Bắt đầu mình cửu trưng củ sái đi rồi, bắt đầu là nó ra rất nhiều cái dưỡng chất của nó. Đấy, thì hoàng tinh thì nó có tác dụng dưỡng âm sinh tân này, nó bổ khí huyết, nó bổ khể bổ huyết. Đấy, những người nào mà suy nhược cơ thể, mệt mỏi, chán ăn, gầy yếu này, xong rồi người lúc nào cũng khô khát này, ho khan này, các thứ này, yếu. Nói chung là yếu. Đấy, thì nó còn tốt cho cả những người nào bị viêm phế quản mãn tính này, ho này, các thứ, người già gầy yếu ấy. Là sử dụng hoàng tinh rất tốt các bạn nhé. Hoàng tinh thì chế ra nó có tác dụng tính bình cực kỳ tốt. Đây, mình chế với cả đây này, mình có cho cả đậu đen vào này. Cho nên cái đậu đen này mình sẽ lựa ra để mình pha nước dùng các bạn nhé. Đấy, pha dùng cho cá nhân của mình, bởi vì nó có tác dụng mình chế theo thêm đậu đen vào ấy thì nó có tác dụng là thanh nhiệt và nó lương huyết rất tốt nhé, mát máu nhé các bạn nhé. Đấy, nó rất là tốt, nó phù hợp với nhau, nó hợp nhau. Đấy, đây thì mình bắt đầu mình đấy, thu về được có bằng này thôi, không nhiều đâu, chưa được 10 cân các bạn ạ. Đấy, để cho dâm vào mát. Đấy, để dâm mát xong bắt đầu mình lựa ra để làm giống. Đây thì mình quay về chỗ phơi. Đây,
mình làm thì không 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 được nhiều đâu các bạn ạ. Đây, cái này lại chuyển ra nắng một chút, chỗ nắng đây thôi, rất khô thoáng sạch sẽ các bạn nhé, làm thủ công lắm nhưng mà mình làm sạch sẽ. Đây chế kỳ công đảm bảo lắm, phụt sạch sẽ này, rửa lấy rửa xe này về xong bắt đầu lại tiếp tục đánh rửa tay, đánh bằng tay một lần nữa xong bắt đầu mới mình để làm. Đợt này mình sẽ quay cho các bạn, hướng dẫn cho các bạn về cách chế biến hoàng tinh các bạn nhé. Chế biến thì nó có rất nhiều cách đấy, nhưng mà mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là cái cách đơn giản nhất nhưng mà hiệu quả đấy, dưỡng chất không mất đi đâu hết, rất tốt. Đây này, bao giờ hoàng tinh mà chế biến nó đen xì như thế này, nó ra ra mật như thế này này đấy, thì nó gọi là hoàng thục này, đấy mới là cực kỳ quý các bạn nhá. Cái này thì đã có khách đặt rồi, lấy luôn rồi đấy. Mình làm ra đến đâu thì không bao giờ thừa được, bởi vì mình làm số lượng có hạn mà, người thật việc thật các bạn nhé. Đây mình chế với số lượng có hạn, bây giờ ai bảo là tìm được khoảng độ, làm khoảng độ vài chục cân thì chắc cũng khó lắm các bạn ạ. Bởi vì hoàng tinh bây giờ thu hái về này, xong vừa thu mua này, mình vừa tự đi lấy này, không có nhiều đâu các bạn ạ. Thi thoảng bắt gặp được vài cây thì lấy về xong tích để khoảng độ 1-2 yến. Để làm thì 1-2 yến thì nó cũng chơi vào khoảng độ 2-3 kg thôi, không được nhiều các bạn nhé. Thì đây ai lấy thì cứ đặt trước, thì sau khoảng độ 20 ngày đến 1 tháng thì có các bạn nhé. Đấy thì mình mới làm được kịp. Đấy. Gia đình mình cũng lại vừa làm thuốc nữa, cho nên là mình cũng phải cần những các vị thuốc bổ này, để chế vào thuốc ngâm rượu này, rồi bổ can thận các thứ là mình cũng phải có hoàng tinh. Mình không dùng thuộc địa các bạn nhé, bởi vì là thuộc địa thì mang tính chất là thuốc bắc, với lại rất là khó uống, nó không như hoàng tinh. Đấy, hoàng tinh lại có tính bình nữa, cho nên là nó tốt, rất là tốt các bạn ạ. Đấy thì video của mình xin được kết thúc tại đây nhé. Đây là mình giới thiệu cho các bạn là vừa hoàng tinh tươi để mình chuẩn bị đồ, còn đây là hoàng tinh mình đã chế và một lúc phơi phơi hôm nay, nắng hôm nay nữa là mình sẽ đóng túi để mình gửi cho khách các bạn nhé. Rồi, xin chào các bạn, rất mong các bạn lại tiếp tục ủng hộ kênh và chia sẻ giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn.